Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Ngày hôm nay có những cái thông tin ta nói nó vô cùng quan trọng, vô cùng chấn động xoay quanh cái câu chuyện sóng gió gia tộc nhà của cậu Năm. Rồi bây giờ không nói dài dòng tránh làm mất thời gian của quý bà con, rất mong quý bà con cô bác mình bỏ một chút ít ra mà nghe hết cái video ngày hôm nay giùm em. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Những cái con ve fan cuồng đó quý bà con biết không? Nó lên trên mạng á, nó đăng những cái bài viết nó nói gì nè. Chị ba bình tĩnh á, quay xe bay. Quay xe ơi. Bây giờ chị ba bình tĩnh bây giờ quay qua binh giật cái ông hai bong bóng á, nghỉ chơi với chị Loan rồi. Ở giờ bà gọi nghe đồn đâu bà Mã Lai bây giờ bà nghỉ luôn rồi. Bà quay xe với chị Loan luôn rồi. Trời đất ơi, bây giờ ở bên phía Tu Hú bây giờ dữ dội lắm. Bây giờ kiểu như nội bộ gói lung tung xà beng lên. Hay quá. Trời đất ơi, những ve fan cuồng hay quá. Hay cái bệnh luôn. Đây nè, bây giờ em nói cho quý bà con nghe tận tình và tất tần tật cái lý do mà tụi nó đồn á, chị ba bình tĩnh quay xe. Thì như quý bà con cũng đã biết á, ngày hôm qua thì chị ba bình tĩnh cũng có đã lên mà nói về cái vấn đề bàn thờ đó. Thì cái vụ việc bàn thờ là quý bà con mình chắc ai cũng biết, em không nhắc lại. Nhưng cái vấn đề ở đây á, chúng ta nên nhớ trong cái câu chuyện mà chị ba chỉ bức xúc, chỉ nói ra cái vụ bàn thờ đó, là ý của chị á, bây giờ kiểu như hãy để yên cho chị, kiểu như buôn bán đi, đừng có ép chị vô qua chị Loan hay là qua ông hai bóng bóng này kia. Cái kiểu như hãy hiểu giùm cho chị bình tĩnh quý bà con. Cái này là cái quan điểm cá nhân của em. Thì chị ba đồng ý, bên nào cũng là bà con họ hàng với nhau, nói nào ngay. Bởi vì vậy đó, bây giờ chị ba rất khó xử. Cho nên vì vậy chị ba không muốn binh ai bỏ ai, và cũng không muốn kiểu như tham gia vô nó mệt, còn nó ảnh hưởng tới công ăn việc làm như vậy. Và thậm chí má Tư Quốc Thanh còn không muốn chị ba, muốn đẩy chị ba ra khỏi cái drama này, để chị ba không dính líu vô. Cái điều đó chúng ta có thể hiểu được cho má Tư, hiểu được cho chị Loan và hiểu được cho chị ba. Đồng ý, chị ba muốn làm sao cũng được, tôn trọng ý kiến của chị ba, đó là cái điều tất nhiên. Và em bảo đảm luôn, và em có cảm giác không bao giờ mà chị ba bình tĩnh đó giống như cái ông anh hai bong bóng đó, đúng không quý bà con? Vậy đó, người ta lên ta nói cái vụ bàn thờ, trời đất ơi, mấy anh gia phanh cuộn nó nhảy dựng lên, nó vô nói chị ba quay xe bay ơi, nó la làng lên, nó làm như là Việt Nam thắng Thái Lan ở đi bão vậy. Trời đất ơi là trời, nói vậy mà nghe cũng được. Cái kiểu của tụi nó đó quý bà con, nó thừa nước đục thả câu, nó lên bài, nó dẫn dắt, rồi nó đi kêu bằng nó giết lung tung xà beng, nhưng mà nó chưa có xác minh được sự thật. Ở đâu ra mà cái vụ quay xe quay quyết vậy? Rồi chị Ni có đăng một cái bài viết mà nó cũng đồn luôn, nó đồn nói chị Ni giờ quay xe luôn rồi. Chị Ni giờ bỏ chị Loan luôn rồi. Ông nội ơi, tôi nói thiệt, tôi nghe cái tôi cũng hết biết đường để nói luôn. Chị Ni 13 giờ trước, chị Ni có đăng một cái bài viết như thế này: Cho Ni được phép nghỉ ngơi trong 2 tuần. Vừa qua Ni không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại của ai, thông cảm cho Ni. Thì bây giờ mình không biết cái lý do gì, cái vấn đề nào, nhưng nói nào ngay, nói thiệt luôn quý bà con, chị Ni cũng đã khá là mệt mỏi. Mình là con người mà, ai mà không có cảm xúc, ai mà không kiểu như không có bị áp lực đè trên đôi vai của chị Ni. Thì bây giờ ít nhiều gì, bây giờ ví dụ như chị Ni chỉ buồn phiền trong lòng cái gì đó, chị không thể nào nói với ai, thì bây giờ cho chị ấy nghỉ ngơi 2 tuần đi, chị ấy thảnh thơi cái đầu óc, thoải mái cái đầu óc, xong rồi bắt đầu ta quay lại ta khổ chị Loan thôi. Chứ đâu có cái vấn đề gì đâu mà trời đất ơi, nó lên tiếng nó nói chị Ni quay xe quay cái gì, quay xe đi du lịch hả, quay chiếc xe hơi lại đi du lịch hả, nói tầm bậy tầm bạ cũng bày đặt lên nói, đúng không quý bà con? Cái điều này mặc dù chúng ta không biết lý do gì, ai gây buồn phiền hay là làm gì chị Ni, nhưng nói nào ngay, trong cái thời điểm này cho chị Ni được nghỉ ngơi cho nó thoải mái đầu óc, cho cái tinh thần nó vững vàng lên, thì cái điều đó là cái điều bình thường, ai cũng vậy hết trơn. Tại vì chúng ta thấy quá rõ ràng, chị Ni rất là thấy thương. Chị Ni biết chịu biết bao nhiêu là áp lực trong cái drama này quý bà con, chúng ta thấy rõ ràng không? Còn ở bên phía bàn thì Lê Dê đó,
Nó có cái người mà kêu bằng y chang như là đại diện phát ngôn là cái cô mà soạn giả soạn thiệt đó. Bà ở bên Mỹ, bà đâu có làm gì đâu, khỏi sợ. Bà lên bà viết thôi à, mình cũng đâu ở không đâu mà tối ngày canh bà nói chuyện, đúng không? Còn chị Ni ở Việt Nam. Cho nên vì vậy chị Ni gặp rắc rối rất là nhiều. Bởi vì vậy chúng ta thấy chị Ni chỉ mệt mỏi là cái điều tất nhiên. Và cái điều đó cho chị Ni nghỉ ngơi thì cái điều đó bình thường thôi, đúng không quý bà con? Và thêm một cái thông tin nữa, mới cái chat nè, con Bành thì lê dê, quý bà con cô bác mình có thể thấy nha, giáo gần đây nha, trời ơi ta nói ha, làm như á bây giờ hết lấy ai mà làm cái tấm bia đỡ đạn rồi, bắt đầu đem con gái rượu của mình ra để mà kiếm tình thương của cộng đồng mạng, ra muốn làm luôn cái tấm bia đỡ đạn. Em nói như vậy nè, cái mấy cái con gia phanh cuồng á, nó nhào vô nó giận nó sồn sồn, nó nói mày đó tầm bậy mày, trời đất ơi, con gái người ta thì ta đem ta thấy thương ta đem lên ta khoe đồ này kia có làm sao đâu. Khoan, từ từ, bây giờ mình nói theo một cách công tâm, em nói thật lòng của em nói thiệt nha quý bà con. Con nít á, em bé á, đứa nào nó cũng thấy thương như nhau thôi, em nói thiệt. Nhưng nếu mà so sánh con của chị Loan và con của con Bành thì Lê Gia, thì xin lỗi, cái này là nói thật lòng, em thấy con của chị Loan nó dễ thương hơn, nó be bi hơn, và nó có cái nét gì đó giống cậu Năm Vũ Linh. Còn con gái Bành thì Lê Gia, em nói thiệt, nhìn vô, nói thiệt, mình nói con nít ai cũng thương, đúng không? Nhưng có cái cảm giác gì đó mình không có cảm tình nhiều lắm. Cái đó là cái quan điểm cá nhân của em, quý bà con mình đừng có rầy em, mà quý bà con mình hãy hiểu theo một cái ý tích cực nha quý bà con. Ở đây nếu mà so sánh thì mình so sánh như vậy, chứ con nít mà nó đâu có tội tình gì, nó như một tờ giấy trắng thôi, đúng không? Nhưng dạo gần đây quý bà con mình thấy rõ ràng không, chị Ve rất thường quay MV cho cái con bé mà kêu bằng con gái của chị Ve. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, có thật sự chị Ve thương con mình thiệt để mà quay làm những cái MV kỷ niệm không? Hay là chị Ve dám nói một câu không dùng hình ảnh của con gái mình để kiếm tiền không? Mà bây giờ nếu chị có dùng hình ảnh con gái chị kiếm tiền cũng không sao, đó là con của chị. Nhưng mà nói chị nghe vậy nè, trong cái thời điểm nhạy cảm bây giờ, chị đừng bao giờ mà dùng thân phận của con cái mình đem ra để làm chi, để mà chị làm y chang tấm bia đỡ đạn. Em nói quý bà con mình đồng tình không? Bây giờ em nói thiệt nè, em nói cho quý bà con nghe như thế này nè. Ví dụ em nha, em thì ví dụ đi, em là đang kiểu như đang bị cộng đồng mạng mà kêu bằng chỉ trích đi, ví dụ vậy nha. Rồi bây giờ tự nhiên cái em đem con cái em ra làm gì quý bà con? Có phải là mình làm cha làm mẹ mình muốn bảo vệ cho con mình không? Mà trời đất ơi, trong khi đó không bảo vệ thì thôi, mình giấu thấy muộn nổi vậy. Còn cái này nó đem ra nó khoe nữa. Vậy thì có phải là vô tình gián tiếp làm cho cái đứa con mình nó bị ảnh hưởng tới tinh thần không? Bây giờ ảnh hưởng như thế nào em nói quý bà con nghe nè. Bây giờ ví dụ như gặp nhiều cái kêu bằng những cái anti fan đó mà kiểu quá khích á, ta vô ta chữ nhỏ con gái con chị Ve còn sao? Ví dụ vậy, chị Ve chỉ đọc được bình luận rồi vô tình con gái chị nó nghe được còn sao? Có phải chăng nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của nhỏ không? Đúng không? Mình làm ba làm mẹ mà trong khi đó mình đang bị chỉ trích, bị cộng đồng mạng kêu bằng không ưa, mà đi đưa con gái mình lên làm cái gì trời? Cái đó có phải là đem ra để làm tấm bia đỡ đạn không? Trời đất ơi, em nói vậy có nhiều gì phản của nó đâu, khó không có làm tấm bia đỡ đạn đâu, kiểu dạng như chỉ thương gái mình đem lên quay clip chung, không phải đâu, không phải đâu. Đây nè, đọc những bình luận đi rồi tất cả những gia fan cùng mới hiểu. Trời ơi, tôi đọc bình luận gì mà ôi ôi hai mẹ con thấy thương quá, ôi ôi bé gái gì giống cậu Năm quá, trời đất ơi, tôi nghe tôi cũng hết hồn, nó không giống ba nó mà nó giống cậu, nó mới giống chú Năm Du Linh mới ghê chứ. Ôi thấy thương quá con ơi, thấy thương này thấy thương nọ, nó gửi số tài khoản qua gì cô cho bạn mới uống sữa, có không? Có sao không có. Chị Ve kiểu như bây giờ mang con gái của mình lên, tôi nói thật, em nói thiệt quý bà con, y chang làm tấm bia đỡ đạn, đúng không? Tại sao những lúc đầu tiên chị không đem gái chị ra chị khoe đi, mà chị lựa chọn ngay cái thời điểm bây giờ, cái thời điểm nhạy cảm mà chị đem ra, rồi bài đặt đăng những cái video mà những cái sư thầy lên nói đạo lý. Sư thầy nói đạo lý là sư thầy nói chung, còn này nó đem về trên một cái trang cá nhân của nó đăng lên. Cái đó y chang như cái chuyện mà
nó ăn cắp video của người ta. Nó ăn cắp video người ta thôi, không sao hết trơn. Còn người ta lấy những cái gì mà của nó, lấy những cái gì mà chẳng hạn như ngày xưa mà nó quản lý cái hình ảnh của cậu Năm, người ta lấy cái gì mà liên quan tới cậu Năm, nó quánh bản quyền người ta. Vậy thì nó nói đạo lý, lý lẽ cái gì quý bà con? Trong khi đó bản thân đó nếu mà nó đăng video ở trên cái trang cá nhân, nó cũng là người ăn cắp của người ta vậy, đúng chưa? Trời đất ơi, bày đặt xảo xảo, hơn hở cái đụng cái là quốc gậy bản quyền người ta. Sống như vậy để đức cho con cái của mình. Nói thiệt có quý bà con, trời đất ơi, tội nghiệp cho tất cả các anh em YouTuber làm về cái trend của cậu Năm Vũ Linh. Nhiều bị ảnh hưởng kênh rất là nhiều. Nhất là con Bành Thị Lê Gia, nó chơi chiêu, nó kiếm chuyện, nó phá gói kênh YouTube của người ta, thậm chí nó quánh khi bằng chết kênh của người ta luôn. Thì hỏi quý bà con vậy đó, còn có tha thứ cho nó được không? Trời đất ơi, bày đặt nay đem thầy, đem hình ảnh con gái mình ra khoe, làm những cái chuyện nói thiệt vô cùng tào lao. Mình là ba là mẹ, mình kêu bằng cho nó tránh xa những cái gì mà gọi là không gian mạng, cho nó tránh xa những cái gì gọi là xô bồ của xã hội đi. Không có, bày đặt cũng đem lên. Đem lên, em bảo đảm quý con đem lên, thứ nhất nè, làm tấm bia đỡ đạn, thứ hai nữa là kiếm tình thương của cộng đồng mạng thôi. Chứ không có mà kiểu đem lên, ừ, bé này thấy thương này kia, không có đâu. Còn em nói vậy đó, thì chắc chắn có những cái con dê fan cùng nó nhào vô, nó gầy, nó la vậy nè. Ô mày nói vậy rồi bên phía chị Loan, đưa hình ảnh của con chị Loan lên rồi sao? À, bây giờ hai cái vấn đề này nó khác nhau hoàn toàn. Để em nói cho nghe nè, chị Loan lâu lâu quay clip chung, đăng TikTok đồ chơi với con trai của mình, cho nó nhảy nhót đồ chơi. Cái điều đó là cái điều vô cùng bình thường. Còn cái này nên nhớ, chị Gia Thị Lê Bành đem hình ảnh của con gái, quay con gái mình làm một cái MV ca nhạc đã đăng lên trên YouTube. Cái điều đó là cái điều đang kiếm tiền trên nền tảng không gian mạng, đúng không? Cái đó có phải là lợi dụng hình ảnh của con mình kiếm tiền không? Mà y chang em nói vậy, lợi dụng hình ảnh kiếm tiền cũng không có sao. Nhưng mà vấn đề đây, chị đem con gái chị ra như vậy là không có đúng. Chị đem gái chị ra là y chang chị đang tạo cái điều kiện cho nó tham gia cái drama này, đúng không quý bà con? Ai đồng tình với em bình luận liền phía dưới cho em biết, đúng chưa? Thì đó là toàn bộ những cái gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con mình. Quý bà con mình có thể nhìn xuống dưới phía dưới hai màn hình nè, hai bên đây nè quý bà con. Đó là hai cái video, nó có liên quan tới câu chuyện sóng gió gia tộc nhà của cậu Năm Vũ Linh. Rất là hay, rất là vui, bao hay, bao coi, bao phê. Ừ, đó. Rồi, bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con cô bác mình. Hẹn gặp quý bà con cô bác mình trong những cái video kế tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại.